Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh có buổi kiểm tra thực tế tình hình triển khai dự án tuyến đường vành đai phía Tây, đoạn từ quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh giai đoạn 1 và dự án nâng cấp cải tạo đường DT601. Cùng đi có đại diện các sở ngành và huyện Hòa Vang. Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông thành phố, trong thời gian qua, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, đơn vị thi công, đã nỗ lực tập trung dân vật lực tăng ca kíp để triển khai thi công công trình. Tiến độ thực hiện thực tế hết đoạn km 0, km 1 đáp ứng yêu cầu, nhưng các phân đoạn còn lại đang chậm so với tiến độ yêu cầu. Nguyên nhân chính là còn 90 hồ sơ chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Sau khi kiểm tra thực tế hết tại hiện trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu huyện Hòa Vang tiếp tục vận động người dân bàn giao mặt bằng và hỗ trợ đơn vị thi công theo hình thức cuốn chiếu, đồng thời đề nghị Ban Quản lý Dự án và đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ, kịp bàn giao trước ngày 31 tháng 12 năm 2023, theo cam kết với lãnh đạo thành phố. Tại dự án nâng cấp cải tạo đường DT601, đoàn công tác kiểm tra thực tế tại đoạn đường chỉnh tuyến km 0 cộng 980 đến km 1 cộng 280, khu vực mộ Bà Già, giáp ranh hai xã Hòa Sơn, Hòa Liên. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu các đơn vị phải hoàn thành trước 10 ngày để tạo điều kiện cho nhân dân đi lại. Là đề nghị huyện Hòa Vang, xã Hòa Liên, xã Hòa Sơn hỗ trợ thi công dứt điểm trong vòng 10 ngày cái đoạn và nấu Hòa Liên, Hòa Sơn này, rồi khoảng trên 200 mét ha, dứt điểm trong vòng 10 ngày, bắt đầu từ ngày 8 tháng 11 cho đến ngày 17 tháng 11. Và đơn vị thi công là đưa tất cả nhân vật lực vào đây, phương tiện, thiết bị, vật liệu vào để sẵn sàng cho cái thi công đúng tiến độ.